Một gạch thối mới vừa lên Nhã Càng nha, khách nào ăn thì nhắn em sale 80.000. Bao thịt tươi ngon nha, gạch cứng như bánh ninh luôn. Bao thịt ngọt luôn. Một gạch thối mới vừa lên Nhã Càng nha, khách nào ăn thì nhắn em sale 80.000. Bao thịt tươi ngon nha, gạch cứng như bánh ninh luôn. Bao thịt ngọt luôn. Một gạch thối mới vừa lên Nhã Càng nha, khách nào ăn thì nhắn em sale 80.000. Bao thịt tươi ngon nha, gạch cứng như bánh ninh luôn. Bao thịt ngọt luôn. Một gạch thối mới vừa lên Nhã Càng nha, khách nào ăn thì nhắn em sale 80.000. Bao thịt tươi ngon nha.